Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục đến với nội dung của bài tập số 2 nằm trong phần luyện tập. Bài tập số 2 với yêu cầu là như sau: cho phép nhân nêu hai phép chia thích hợp. Cho các bạn phép nhân và nêu hai phép chia thích hợp. Ở đây cho các bạn phép nhân là gì? 2 x 8 bằng 16. Vậy thì chúng ta sẽ tìm phép chia thích hợp ở đây là gì? Đầu tiên, chúng ta có thừa số này, nhân thừa số này bằng tích. Thì muốn tìm, thì tìm được tích rồi, chúng ta sẽ lấy ngược lại là 16 chia cho 8 và 16 chia cho 2. Vậy là chúng ta tìm được hai phép chia thích hợp. Ở đây chúng ta có 16 này. Đấy. Chia cho 8 này. Đấy, ta được phép chia thứ nhất. Phải không? 16 chia 8 thì được bằng số còn lại ở đây là sẽ là mấy? 16 chia 8 thì sẽ bằng 2. Và ngược lại, 16 rồi, phép chia 16 lại chia cho 2 thì số còn lại sẽ bằng là 8. Vậy ta có 16 chia cho 2 bằng 8. Đó, vậy là chúng ta đã tìm ra hai phép chia tương ứng. Phần B ta có phép nhân là gì? 7 nhân 5 nhân 7 bằng 35. Đó, đây là bảng nhân 5. 5 nhân 7 bằng 35. Và phép chia tương ứng thì chúng ta lấy được cái gì? Chúng ta lấy 35 này. Chia lần lượt cho một trong hai thừa số này. 35 chia cho 7 trước. Đó. 35 mà chia cho 7 sẽ bằng số còn lại là 5. Đó. Tiếp tục. 35 không chia cho 7 nữa. Mà 35 mà chia cho 5 thì sao? 35 chia cho 5 bằng 7. Vậy là chúng ta đã tìm ra hai phép chia tương ứng, đó là 35 chia 7 bằng 5, 35 chia 5 bằng 7. Các bạn thân mến, chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2 và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên hãy ấn like video và đăng ký kênh, đồng hành cùng với mình ở những bài học tiếp theo nhé.